Thưa quý vị, tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế được chính thức thông xe vào giữa tháng 4 năm 2022, với kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, giảm quá tải cho quốc lộ 1A. Tuy nhiên, sau gần một năm đưa vào vận hành khai thác, hiện đã tồn tại một số bất cập tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Là người điều khiển phương tiện hạng nặng thường xuyên chở hàng hóa đi trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, khi tuyến đường này đưa vào khai thác, lái xe quê Bình Định này cho biết đa số người điều khiển phương tiện đi qua tuyến giao thông này có cảm giác lo sợ mất an toàn. Là đường cao tốc nhưng nhiều dốc cao, đường hẹp, chỉ có hai làn xe, không có dải phân cách cứng. Các hạng mục phụ trợ như đèn chiếu sáng, các nút giao dân sinh chưa hoàn thiện, hệ thống thông tin liên lạc chưa được kết nối. Tôi tài xế thường xuyên đi ngang qua đây mà tôi thấy cái đoạn đường mà cao tốc này thấy nguy hiểm quá. Có một làn xe chạy mà cũng không có điện đường mà đèo lại đèo dốc nữa. Đi xe không mà chạy không cũng nhiều hầu chạy không nổi, mà chỉ qua xe không chạy chứ còn xe có hàng là không ai chạy đường đây. Vì sao? Đèo dốc dữ quá mà đường có một làn xe chạy đâu có được hai làn đâu. Mà thí dụ lỡ xe cổ mà ở trục trặc nó hư là phải đậu lắng làn đường ưu tiên của người ta thì dễ gây tai nạn nữa. Đường này dài mà cũng lắm dốc cao dốc dài nên là đi cũng chú ý đi chậm xíu. Theo trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, đơn vị được giao phụ trách tuần tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa phận Đà Nẵng, đoạn từ km 35 đến km 66 hiện còn nhiều bất cập, mất an toàn khi lái xe không tập trung cao độ. Nhiều xe chạy quá tốc độ, lấn làn, đi không đúng phần đường quy định. Đặc biệt, nhiều người tự ý mở đường ngang dân sinh ra đường cao tốc, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Hầm mũi trao, nó rơi vào khoảng... Qua cái công tác tuần tra kiểm soát thì anh em cảm thấy những cái bất cập trên cái tuyến. Thứ nhất là đoạn đường là hẹp, nhiều đèo dốc. Và thứ hai là không có cái đèn chiếu sáng về ban đêm. Và thứ ba là có một cái đoạn đường dài khoảng là hơn 10 km thì không có các tín hiệu sóng điện thoại cũng như là cái sóng bộ đàm, rất là khó khăn trong cái việc mà khi mà gặp sự cố mà triển khai cái thông tin liên lạc để mà kịp thời mà xử lý những cái tình huống mà có thể xảy ra. Cũng theo trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, để phòng tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, bên cạnh việc đề xuất lắp đặt các camera giám sát tốc độ, phát hiện các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đề nghị ban quản lý dự án đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đóng chặt các đường ngang, lối đi tự mở, tăng cường điện chiếu sáng vào ban đêm, góc khuất, sớm hoàn thiện phủ sóng điện thoại trên toàn tuyến để vừa đảm bảo thông tin liên lạc, vừa ứng phó khi có sự cố giao thông xảy ra.